Rồi. Chị sơ. Anh bật đến mấy giờ vậy? Anh chắc là bật đến 7 giờ. 7 giờ. 7 giờ các thứ lên bài nhạc cái nào. Đó mọi người. Cho anh Tùng nhé. Thế nhất thế nào Thành ơi? Vẫn phục vụ mọi người thôi. Nhà mình thì trước giờ cũng không mua đào mua quất thì chỉ mua mỗi hoa thôi. Hôm nay 29 mình vừa dọn nhà xong. Mai chắc là làm mâm cơm. Ngày mùng 1 sang nhà ông bà. Thế nhất đơn giản mà. À. Roya ba người à? Roya là thằng đéo là đấy nhỉ? Roya là thằng nào mọi người nhỉ? Roya là thằng nào? Các ông nhiều lúc nhiều nhiều ông cứ hỏi mấy ông kiểu tôi cũng không biết là thằng nào luôn. Roya là thằng nào? Royal to op á? Tôi cũng không biết là câu hỏi hỏi ai luôn. Thế nó mới lạ chứ. Anh em hỏi ai thì anh em đề nghị là biết là chính xác tên ra một tí. Yo. Yo lúc nào nhỉ? Mình có lên ký sự với Yo Dũng không nhỉ? Cảm ơn Tùng chứ, cảm ơn Khanh. Đấy đến lúc mà các hỏi xong một cái hỏi xong một cái lại 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 không hỏi nữa nghe nào nhỉ. Có một Tùng nhá, tao mới làm Tùng. Anh kiếm người yêu cho em tặng anh 10 10k sao? Sao không phải vấn đề em ạ. Vấn đề là anh mà kiếm người yêu, anh mà đứng ra làm mai làm mối người yêu cho ai ấy là đến lúc có vấn đề gì là tự dưng lại lại khó anh. Nếu mà em mà có 10k sao thật thì em cứ thấy bạn nào trên kênh ấy, em xin cái ID bạn ấy, em vào em mời bạn bạn cùng 1 2 trận với 10k sao đấy, nó là rơi vào tầm 100 đô. 100 đô là hơn 2 triệu, 2,5 triệu. Em mua cho bạn ấy mấy cái máy bay, khéo là cũng yêu đương thật. Chứ mà tìm kiếm trên này không có gì bằng tự mình kiếm em ơi. Chết dở. Hối lộ chủ kênh như này chết dở. Rồi giới thiệu nhau lại chửi nhau lại lôi lôi chủ kênh ra. Nhưng mà nếu mà anh nói thế thôi, nhưng mà nếu mà khoảng tầm 100k sao hoặc là 1 triệu sao thì anh lại nghĩ lại nhé. Tôi biết là dẹt sơ luôn. Dẹt sơ luôn. Thôi chết rồi. Đấy, mãi nói chuyện quá đây này. Thôi, thôi quả này đứt rồi. Thôi rồi ôi.
Chào các bạn nhé, chúng ta lại quay trở lại chương trình làm giàu không khó nhé. Bình tĩnh này, bình tĩnh này, bình tĩnh này, anh em với nhau cả. Đứa căng thẳng quá, căng thẳng quá, nó chưa căng thẳng quá, mất vui. Không kịp, không kịp, không kịp. Thôi, lại đi núp rồi. Sau cơn mưa trời lại tối. Đi núp, đi núp, đi núp, đi núp. Ôi chê, quả này đứt rồi. Quả này thời kỳ kỷ nguyên tốt đẹp đã khép lại nhá. Chính xác là chúng ta đến với cả kỷ nguyên hèn nhé mọi người nhé. Từ lúc chúng ta đi nút dạo thôi anh Tùng ạ. Đúng vậy Hoàng Anh ạ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ủa? Mình xin tạm gọi thời kỳ này là thời kỳ đi ngủ. À, xe 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 xe. Cho mình cái khẩu. Cho mình khẩu vớ vẩn nhất luôn, nó chịu cơ. Nhà lúc rồi thì sao lại có thằng nào nguy như thế này? Đúng rồi. Này nó cũng không thang. Chịu, 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 chịu. À, chỗ trên mái à. Em có sai với ai đi nữa, em có lỗi với ai đi nữa thì em cũng xin chấp nhận tạo giá, trả giá, trả giá. Nhớ, tao nhớ mặt mày rồi đấy. Tao đi đã.
Ok. Ô, cảm ơn Trần Hiếu đã trở thành người theo dõi trên kênh nhé. Cảm ơn Trần Hiếu. Mình đi ngủ thôi. Anh em có chuyện gì anh em cứ nói đi. Tâm sự với mình đi này. 29 Tết rồi. Đâu còn nhiều thời gian chúng ta ở lại trong năm nay đâu. Anh đậu xe đúng như là anh. Đấy là kinh nghiệm đấy em ạ. Đấy là kinh nghiệm. Khi mà anh đi đậu ấy, là anh phải check qua trước, anh phải đi qua trước một vòng xem có tính chân không. Sau đó là khi mà bước vào ấy, là anh kiểu phải check trước xem là có thể có người không. Sau nhiều lần bắn map này ấy, thì map sự kiện này thì anh nhận ra là bọn nó cực kỳ, khi mà nó chết thì bọn nó cực kỳ ít nhảy khu này, khu school này, mặc dù là trung tâm map, tại vì chúng nó quá giàu, chúng nó có thể đi lút dạo ở chỗ khác còn hơn. Khu school này thì quá nghèo. Nhưng mà tại vì anh bắn skill nên quen đấy, anh thủ được. Trừ thằng nào mà nó bắn kinh khủng tởm lắm đấy, skill bắn được. Ui còn có móc tơ nữa. Bet. Đây là FIFA, đây là PUBG Mobile, hay người ta còn gọi là FIFA 2 ấy, FIFA Pro Max ấy. Bắn lốp xe đi cho cân đây. Ở Free Fire chắc không có cái trò đấy. Bắn lốp xe đi cho đỡ, xe đỡ bị lật. Game nó thật quá. Nghèo thế. Nút mấy cái vòng tầng 1 như nút số thì sao. Nhau thực đi. X4 này. Xin lỗi cái giáp 2 bro. Ui giời. Vun đồ, vun đồ, giật sơ, giật sơ. Ok. Chết mẹ.